Ngày 22 tháng 1 năm 2022, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo Bộ Y tế, hiện nay tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tại các tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ cao. Người từ 18 tuổi trở lên được tiêm một mũi đạt 100%, tiêm đủ hai mũi đạt 95,6%, tiêm mũi 3 đạt 18,6%. Trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 1 đạt 94,1%, tiêm đủ 2 mũi đạt 82,2%. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các nội dung cụ thể. Các địa phương hướng dẫn người dân về quê nhân dịp Tết Nguyên đán thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, gồm thực hiện 5K, tự theo dõi sức khỏe, không phải cách ly y tế. Nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như sốt, ho, khó thở, thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại. Thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Trước đó, Bộ Y tế cũng đã có công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố về việc chấn chỉnh các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Bộ Y tế đề nghị các địa phương kịp thời chấn chỉnh việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch không phù hợp, kiên quyết không để xảy ra các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19.